Hi kids, let's review the words today. Now you look at the picture and read after me. Các con nhìn bức tranh và đọc lọc theo cô nào. Family gathering. Family gathering. Tụ họp gia đình. Lucky money. Lucky money. Lucky money. Tiền lì xì. Bread envelope. Envelope. Bread envelope. Bao lì xì. Sweet. Sweet. Bánh kẹo. Relative. Relative. Họ hàng. Again, một lần nữa nào. Family gathering. Family gathering. Lucky money. Lucky money. Red envelope. Red envelope. Squid. Squid. Relative. Relative. Các con về nhà cố gắng ôn tập nhiều hơn nhé. Goodbye.